Anh em có nhu cầu mua lịch thì đến với ngay shopcuimia.com nha, shop bán lịch uy tín, chất lượng hoàn toàn tự động. Kiếm momo.com, web chơi chặt lẻ momo cực kỳ uy tín, trao thưởng 5 giây tự động 24/7. Ngoài ra thì top hàng tuần có nhận được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy truy cập ngay kiếm momo.com để chơi nha. Rồi ok, hello chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. Lại là mình Top Baron mọi người. Ok mọi người thì mới vào video thì mình cũng xin chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ nha. Học tập và làm việc thật hiệu quả này. Ok mọi người thì hôm nay cũng là 27 Tết rồi. Không biết là anh em đã sắm sửa Tết gì chưa? Đây thì sáng giờ mình mới dọn dẹp nhà cửa rồi là gọi là sửa sang lại mọi thứ anh em ạ. Đấy thì hôm nay là định không ra video cơ, nhưng mà nghĩ lại thì anh em hóng video quá nên là vẫn phải ra video anh em ạ. Đấy vẫn phải dành một chút thời gian ra để mà làm video cho mọi người xem. Rồi ok, thì hôm nay là mình sẽ làm video đi top nha. Cả mấy đôi top tiện thể thì cũng có vài bạn nữa nha. Hỏi mình còn là Aaron buồn này đi top như là hiệu quả. Rồi ok. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo lên đồ top và kỹ năng đi top của bản thân mình cho mọi người xem nha. Anh em nào mà chưa biết thì có thể áp dụng, và anh em nào biết rồi thì mọi người có thể xem. Nếu mà thiếu cái gì thì mọi người có thể bù vào để có thể là phát triển thêm nha mọi người. Rồi ok. Game này thì mình solo với Omen anh em ạ. Ui, Omen có bộc phá và thông thạo S luôn, cũng rất là ghê gớm anh em ơi. Đấy thì mới vào video thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người ơi. Đấy thì qua Tết thì mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn làm video cho mọi người xem luôn. Thì hiện tại thì cũng đang có thời gian anh em ạ. Mình cũng kiểu không đi chơi đâu ấy, thế là thời gian mình cũng khá nhiều. Ok, thì không linh tinh luyên thuyên thì mình bắt đầu vào trận đấu nha mọi người. Đấy, đầu game mọi người cứ lên cao cho mình. Đấy, đem xong ba con lính này mọi người di chuyển ra ăn dơ nha mọi người. Đấy, mọi người solo với bất kể con gì, Flo, Omen hay là con tất cả những vị tướng, đầu game không thể nào mà solo nói chung là hơn được với Aeron bằng thôi, nhưng mà solo hơn thì rất là khó. Nên là Aeron là một vị tướng đầu game rất là khỏe. Mọi người phải cố gắng phát huy cái điều này nha. Đấy, mọi người biết là nếu mà để xanh hơn tem bán ấy là khả năng cao thì mọi người có thể áp sát và khô máu và cân tem rất là dễ dàng như mây rồi. Ăn xong rơi nha mọi người, thì tầm này là lượng vàng mình có thể chênh lệch hơn Omen, thì tầm mình sẽ vào trong rừng nha, check con quái nhỏ và check con bùa đỏ. Đấy, bùa đỏ nó chưa ăn nha mọi người thì chắc chắn là rừng nó sẽ canh mình. Đấy, mình sẽ ăn con canh ăn con chim này rồi, ăn xong được con chim này rồi thì mình sẽ lui nha mọi người. Bùa đỏ thì chắc chắn là rừng nó sắp sửa ăn rồi mọi người, nên là mình sẽ về mình nuôi đép tân lính này và lên được cái gì mọi người, lên được cái giày chứ lên cái gì đấy anh em. Đấy, anh đầu game mọi người lên được cái giày hộ vệ của mình. Đấy, lên solo mà vào mọi người, lên hơi dẻo vậy là rất cứng cáp. Đồ thứ hai mọi người lên cho mình một cái giáp hiệp sĩ này thì mọi người biết rồi. Trời ơi, Omen mà đánh mình thì đúng là kiểu gãy ngứa anh em ạ. Đấy, anh cho mình hôm nay game này mình sẽ cho mọi người thấy là Omen gặp mình phải đái quần anh em ạ. Rồi, Omen chạy đâu đây? Thôi xong, một bạn đầu tiên dành cho mình rồi. Tất nhiên là như vậy rồi, một bổ này không ăn được con bùa đỏ và không anh mình anh em ạ. Mình tưởng quả lên anh mình chứ mà không nha. Rồi, mạng đầu tiên dành cho mình rồi anh em ơi. Đấy, cứ thế thôi anh em ạ, cứ áp lực như vậy và cứ hách vàng như vậy thôi là chắc chắn là Omen đã thọt anh em ạ. Omen này chất tướng solo thì khô máu rồi, nhưng mà để mà khô với máu với Aeron thì càng khó hơn anh em ơi. Aeron nó kiểu bổ hồi máu anh em ơi. Omen nó chỉ xích lại rồi là có chiêu hai né được sát thương thôi chứ chẳng có cái gì anh em ạ. Ok, đấy tầm này là mình hơn vàng Omen chắc chắn rồi anh em ạ, hơn cả level rồi. Mình nghĩ là Omen giờ chưa level 4 đâu, biết ngay mà đang level 3 anh em ạ. Trời ơi, thì ôm trụ cho bạn ơi, ôm trụ mà tự sướng cái nhà mình ăn con casa đã. Đấy mọi người thấy chưa, đầu game dù mình không đi anh được nhiều thôi nhưng mà cái nền của mình ấy là mình đã hoàn thiện được rồi. Đấy, mình đã áp lực được rồi. Cái tầm này là Ngộ Không lên cân 2 luôn, cân cả 3 luôn, cả bit cả đít lên cả 3 luôn. Tầm này là mình khỏe ra mà mọi người rồi. Khóa mình làm gì đây, chắc khóa mình chỉ lấy cái lệ đây các bạn, khóa mình chỉ lấy cái sĩ của ai thôi chứ làm gì đâu. Bận đi và tí theo là Ngộ Không vào đây, vào đây nha, cân 2 nha mọi người, đổi tông 2 mộ luôn vào đây. Trời ơi, đập mình mất vào đâu. Đấy anh em thấy gì chưa, tốc biến qua này, bổ này, ui ấy ui, trời ơi, mình ấn tốc biến qua để mình hack não đó rồi. Quá bổ được double kill ngay anh em ạ. Trời ơi đèn thế. Một pha hack não thành công nhưng mà tên bạn chạy nhanh quá anh em ạ. Thôi không sao nhá. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Trời ơi, cái gì vậy? À cái chiều cuối có đi rắc. Vãi cả nồi vậy. Ôi ảo thế anh em ơi. Mẹ ảo Macarada thật sự anh em ơi. Rồi ok không sao nhá. Một pha chết thật sự là cái này không phải là cái này chết vì đen thôi anh em ạ. Cái này là đi rắc nó nhằm mình chắc là kiểu nó đã đứng chờ mình sẵn rồi anh em ạ. Đợi mình hết máu ulti thôi anh em ơi. Cày nha, được đấy. Ok anh em ơi, không sao nha. Thì mình đã hơn được Omen rồi thì cứ solo hơn kèo là được rồi. Sợ cái gì anh em ơi, các anh thì mình vẫn có thể cân tem được nha. Mình chỉ sợ là bọn này nó đông quá, nó cắn trộm thôi anh em ạ. Rồi Omen này, chơi luôn nha Omen ơi, khô đi. Trời ơi, chứ đứng solo khô máu mà sợ anh em ạ. Từ khéo mà mình đợi lấp xem này qua đây không. Đó, qua đây đập luôn em thôi, chắc không qua rồi. Ăn nó con rơi này anh em ơi, đấy. Ăn tiếp con rơi anh em ơi, con rơi cũng cung cấp một đường vàng rất là lớn anh em ơi. Đừng có bỏ nha mọi người, ra là ăn luôn. Mình có lợi thế là mình ăn luôn nha mọi người. Rồi tao Omen nó xuống đường mít rồi, mình sẽ tranh thủ nha.
tranh thủ vào đép con đép tên lính này này. Lính nó đẩy cao nha mọi người, nó bỏ lính nó thọt. Hiện tại nó đang thọt, nó bỏ lính nó càng thọt hơn anh em ạ. Giờ mình vào đây mình chặn này. Ăn tắc kè xong mình chặn luôn 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 mọi người. Đây. Thấy chưa? Ô mẹ, nó mất một tên lính và thì nó mất thêm một con tắc kè thì chạy kiểu ui xong ô mẹ rồi. Cái quả này đúng kiểu đói là càng đói hơn anh em ạ. Rồi xong nha, chặn lính luôn nha. Từ mình sẽ quay lại này. Kiểu gì mình sẽ quay lại nút nha mọi người. Hack não này, hack não đúng không? Một bộ thôi xong ô mẹ rồi. Thôi bạn ơi, xin là xin vĩnh biệt cụ, chạy đi đâu hả bạn ơi, chạy đến quận nha mọi người. Đấy, tranh thủ lấy thêm cái trụ đấy mọi người. Dù mình không đi với anh thôi nhưng mà cái áp lực mình tạo ra ấy, nó vô cùng là khó chịu đấy. Mình chỉ có đảo quanh ở đường rồng ở bên đảo quanh ở đường đen bình này và mình cướp quan tắc kè đấy, cùng lắm thì mình coi như là có bộ đỏ mình cướp thôi mà không có bộ đỏ nha mọi người. Sắt đen có là mình cướp luôn đấy mà không có nha mọi người. Rồi đem theo tên lính này đó, hơi tầm này omen thì thôi khóc rồi. Mình sẽ lúc đây nha mọi người, đây là cái bụi. Đây là một cái bụi gọi là bụi chích chóc. Bụi hack não đối phương. Đây rồi, Omen khóa mình thì chạy anh em ạ. Đấy chưa? Chạy này. Ui trời ơi, thôi xong rồi. Má thằng Omen này nha. Chơi game mà khóa xong chạy anh em ạ. Rồi, đấy có bộ đỏ ra là ăn anh em ạ. Anh em ơi. Đấy cứ áp lực thế thôi anh em ơi. Cái nền của mình cứ áp lực ly. Đấy, Slim bây giờ xuống canh rồi mọi người. Slim bây giờ là thấy khó quá đã phải xuống canh rồi anh em ạ. Rồi, ăn cái bộ đỏ này. Từ xem mà đừng nấp kiểu gì qua đây mọi người. Lấp xem à, không qua anh em ạ. À không qua rồi, từ đép thêm lính em mà chặn đi luôn nha mọi người. Chơi game là chặn đính nha. Đấy, anh em cứ áp dụng cái chiến thuật này cho mình, đảm bảo là anh em đánh nó sẽ lên tay và nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Slim đâu rồi? À rồi, xong mọi người, mình ăn xong con tắc kè là mình bắt thằng Slim luôn này. Thằng này không về anh em ạ. À nghe khó nhỉ, hai thằng có Omen anh em ạ. Mình tưởng có Slim, tưởng đổ lên đó Slim xuống đây rồi Omen xuống dưới. Trời ơi, cân hai thì hơi khó nha. Từ mình cứ farm không phải. Rồi xong, vào đây, rồi đập đi. Đập đi bạn ơi, đứng lại đi bạn ơi. Ui đập kìa. Đâu rồi? Đấy, đòi chạy. Khó quá nhỉ, Omen ở đây. Chơi luôn, tầm này lại để khóa. Khóa chỉ để chạy thôi bạn ơi. Đứng lại đi bạn ơi, đứng lại đi bạn ơi. Chạy đâu bạn ơi? Ơ, cái gì vậy? Ôn lại ảo ma Canada rồi anh em ơi. Trời ơi, đây là ảo. Đây gọi là ảo Shopee con mẹ rồi anh em ạ. Phải cả trường mình căn. Mình đã căn chiếc cuối của Omen. Ví dụ nha mọi người, ví dụ anh em bị khóa, mọi người ulti lên. Đấy, cái thời gian ulti của anh em cũng phải tầm 3-4 giây rồi. Đấy, mọi người câu làm sao đến tầm khoảng 5 giây là mọi người có thể lấy cứ như là mọi người mất Omen, nó mất ulti luôn đấy thì mọi người có thể bay được đi để bắt được nó. Nhưng mà đây là chắc là mình vẫn còn trong cái thời gian khóa của Omen nên là mình kiểu bị trói ở đó, ở cái đoạn đấy mọi người, nên mình không thể nào đi được đó, rất là chán anh em ơi. Quá chắc tầm chậm 1 giây là mình có thể dí theo Omen rồi. Thế là đèn mà đây là tầm này là mình bắt đầu là có áp lực mọi người, tầm là mình áp lực đủ rồi, giờ mình sẽ đi canh nha mọi người. Đấy, hiệu quả chưa? Omen tầm này là chỉ có thể ôm trụ. Ê, lại khóa nó rồi, khóa băng xương ao yay. Làm gì đấy bạn ơi? Thực ơi, thôi thôi mà bạn ơi. Trời ơi may anh em ạ, may là mình có băng xương thôi, không thì hơi toang. Đấy, cái phù hiệu mọi người nhớ đến cái băng xương nha. Nhiều người mình thấy lên hồi máu mình thấy không hiệu quả đâu, mọi người cứ lên cái băng xương cho mình, cảm giác nó rất là tốt hơn đó mọi người. Mình cảm giác như vậy, anh em lên cái băng xương nha. Rồi đấy, thằng này là Omen là thua rồi anh em ạ. Mọi người thấy chưa, mình có canh được nhiều đâu, mình chẳng canh nhiều, mình chẳng lên dòng canh, mình chẳng dám biết canh nhiều. Đấy, mình cứ áp được một đường của mình thôi, mình đường mình khỏe là tự nhiên là dừng mình hay là cả team mình nó khỏe hơn mọi người, không có gì khó cả. Đấy, giờ là mình cứ áp lên thôi. Trụ hiện tại là đang lấy đi dần dần anh em ạ, những trụ của team bạn đang bị lấy đi dần dần anh em ơi. Omen giờ vẫn mới cấp 8, mình cấp 11 rồi thì đỡ kiểu gì đây, lấy cái gì để mà đỡ đấy bạn ơi. Rồi yên tâm, game này thì không win thì xóa game ạ. Game này thì trọng là không win thì trọng xóa game nha mọi người. Anh em mà nhớ xem hết video nha. Ai chưa na thì nhớ na cho mình. Đấy, anh em thấy không? Giờ ta ăn ít mạng thôi, nhưng mà cái lợi thế mình tạo ra thì nó rất là nhiều, rất là hiệu quả. Đấy. Ok, đép thêm con lính tiếp này. Omen giờ có dám ra solo đâu. Đấy, cứ đợi mình vào trụ rồi khóa thôi. Đấy. Vừa nói xong anh em ạ, chơi luôn. Tầm này ao dây bật ulti này. Đấy, ulti là có thể là khắc chế được Omen rất là hiệu quả nha mọi người. Để mà lé được cái sự xúc đam của Omen trong cái sát thủ cái ulti của nó anh em ạ. Ulti của nó là gì nhỉ? Sát vực anh em ạ. Sát vực. Nãy mình định gọi là tự vực anh em ạ. Nghĩ lại là sát vực. Rồi ok. Ăn con kinh công anh em ơi. Nó kinh công này anh em ơi. Game này quên. Game này là gặp bạn Queenen TikTok anh em ạ. Anh em biết tên là Queenen TikTok không? Đấy. Game này mình định đi rừng cơ. Nhưng bạn ấy chưa xin rừng, bạn ấy bảo là nhìn tên bạn ấy là mình biết rồi. TikTok thì ok cho rừng thôi. Tiện thể mình làm video đi top luôn. Đấy, Open làm sao đây? Trời ơi, hổ báo cáo trồn này lên cao rồi mình đập cho giới để náo nháo nhờ anh em ạ. Ok, nó có bộ đỏ nó lên này. Team mình hiện tại là rất là xanh rồi, 13 năm. trời ơi, cái gì đây? Làm việc đây này, có mạng rồi, có mạng ở đâu rồi? Đây rồi. Có mạng đầu tiên cho mình dành cho mình anh em ơi. Nhầm. Mạng thứ 3 rồi anh em ạ. Nhưng mà khá lâu mình ăn được 4 mạng anh em ơi. Cách một khoảng thời gian khá lâu. Rồi ok,
Win anh em ơi, lên win đi, win anh em ơi, không dây. Cái tầm này là phải win nha mọi người. Mình hiện tại mình đang cái top anh em ạ. Hiện tại mình đang hành cái top và hành trình leo top 1 Aeron Việt Nam anh em ạ. Đấy, hiện tại đầu không biết là đầu mùa người ta có búp không anh em ơi. Nhưng hiện tại là mình cách tầm khoảng gần 1000 điểm mới được top 1 anh em ạ, nên rất là khó khăn. Ok, thì win luôn mọi người ơi, win luôn. Đấy, anh em nào mà có cái gì khó khăn trong việc cầm Aeron đi rừng hay là đến top hay là trang bị gì đó, mọi người có thể comment bên dưới nha, mình có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người. Đấy, cái video này thì cũng có nhiều bạn bảo là Aeron đi top mùa này lên đồ hay trang bị như nào, cách chơi như thế nào cho hiệu quả. Đấy, thì mình đã làm video cho mọi người xem rồi. Đấy, mọi người thấy không, dù mình nói chung là không ăn được nhiều mạng anh em ạ, nói chung là game này được hạng 2 là ok rồi. Đấy, hạng 1 thì càng ok hơn anh em ạ, game này hạng 1 thì đúng là ảo luôn, nó gần hạng 1 này, 9.1, ok. Ui, Queen End cục tím luôn anh em ạ, Batman cục xanh. Rồi, anh em có yêu cầu gì thì comment bên dưới nha, mình sẽ làm yêu cầu của mọi người. Ok, hẹn mọi người video sau nha, bye bye nha.